Nay mình sẽ làm bài thuốc dân gian trị ho ho khan, ho có đàm, đu đủ, sỉ chân với đường phèn. Uống trong vòng 2-3 ngày sẽ giúp bớt ho. Mà đu đủ này tại nguyên trái đu đủ non nha các bạn, chừng 200 gram thôi, cái này nó bự quá mình lấy phân nửa thôi. Mình sẽ gọt ra cái này cho mỏi vịt này, mỏi vịt cũng được nữa, mỏi vịt mà ít thôi đừng mỏi vịt quá, cũng non đó. Ngủ nó tị bệnh đó, nó tị bệnh, nó sẽ tị luôn bao tử nữa. Nè, sẽ ăn sau bữa ăn rồi mình sẽ đi rửa nha các bạn, mình sẽ chắc gà. Mình sẽ cho vào tô. Dạ, em sẽ chưng cách thủy nha, chín rồi mình ăn với đường phèn mình đã giả nhuyễn rồi mình đem chưng. Bây giờ đu đủ này đã chín rồi các bạn, vậy là sau mình ăn mỗi ngày sau bữa ăn.